Vâng, có thể nói rằng là ngày hôm nay thì truyền thông thế giới trong nước hỗn loạn lên về chuyện gọi là tên lửa tầm xa của Ukraine có thể sẽ bay vào lãnh thổ Nga trong những ngày sắp tới, sau khi có tin rằng là phương Tây đã đồng ý để bật đèn xanh cho Ukraine làm cái việc kể trên. Đấy. Và tất nhiên rồi, rất nhiều những cái lời ong tiếng ve liên quan tới cái sự kiện này. Đấy, có thể là loạn xị ngầu hết cả lên. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đến với những thông tin chiến trường trước khi đến với những thông tin như vậy. Vậy là đến ngày hôm nay thì chúng ta đã qua được cái dư âm của vụ tấn công bằng tên lửa của Nga và UAV khắp bầu trời Ukraine, đúng không ạ? Mà trong đó ông Zelensky nói rằng là một trong vụ tấn công siêu to khổng lồ. Và lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ rất nhiều, đấy, và thậm chí F-16 còn bắn được tên lửa của phía Nga nữa. Tuy nhiên thì sau đấy chúng ta biết rằng là chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi, đã có quyết định từ Tổng thống Joe Biden cho biết rằng là Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ nước Nga bằng tên lửa của Mỹ. Như vậy thì Ukraine đã sử dụng cái chiến dịch tên lửa của Nga để mà thao tác thông tin, đúng không? Để có lợi cho chính bản thân mình. Về phía Nga, sau khi họ tấn công như vậy thì chúng ta thấy rằng là làm tổn thất rất nhiều cái hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổn thất đến đâu chúng ta không biết được, đúng không ạ? Hiện những thời điểm như là Odessa là chìm trong màu đen luôn này. Sumy lại tiếp tục chiều nay 3-4 quả tên lửa Iskander nữa cũng mất điện liên tục này. Kiev cũng mất điện và cái thành Greenve cũng là một cái nơi mà có nhà máy điện hạt nhân nó cũng mất điện. Còn phía Nga, Bộ Quốc phòng họ tuyên bố rằng là họ đánh tập trung vào những hạ tầng năng lượng và phục vụ cho việc sản xuất quốc phòng, cũng như là các cơ sở sản xuất quốc phòng và sân bay gọi là hàng không chiến thuật. Còn chiều nay thì Nga tiếp tục tấn công 3 quả tên lửa vào vùng Sumy, những quả tên lửa vào Odessa không biết là bao nhiêu nhưng mà cháy nổ ở đây rất to. Có vẻ như một cái mục tiêu rất lớn nào ở khu vực này. Còn ở trên đây thì cái người dân địa phương họ nói rằng là Nga cũng tấn công mấy quả tên lửa vào và gây ra rất nhiều thương vong bởi vì chỗ đấy Ukraine đã để kho vũ khí, đạn dược vân vân ở gần nơi nhà dân. Đấy là thông tin chúng ta biết được, còn không biết là tình hình ngô khoai như thế nào. Diễn biến chiến sự như sau, bắt đầu bằng khu Zaporizia thì chiều nay có vẻ như chúng ta đã có những cái thông tin thêm. Sáng nay chúng ta đã có những vụ tấn công của Nga vào hướng Kherson, vào hướng Orikhiv, đúng quý vị, tức là Rabotine đấy, và vào cái cánh phía trái. Đấy. Xin lỗi quý vị, cánh phía phải và của Orikhiv là thành Malatomaka. Đấy, và chúng tôi tất nhiên rồi, cái đây thì cũng chả cần phải phỏng đoán gì cả. Vì Nga muốn đánh cái này thì đương nhiên họ phải vượt qua được cái thành quan trọng này, đúng rồi, sau đó đến thành này. Và có khả năng là trước đó thì thành này, bởi vì là thành này là cái thành to nhất trong 3 thành và đầu thời nó là làm sát với lại cái biên giới của Nga nhất. Những ngày gần đây thì Nga tích cực đã tấn công vào các khu vực này, khu vực này. Đấy, thế thì cho thấy nó đều nhắm vào 3 cái thành đấy cả, đúng không ạ? Trong đó thành này là một thành được phòng thủ rất là kiên cố đến sát cả biên giới của hai quốc gia. Của hai nước tạm thời. Và sau khi đã tấn công những khu vực này rồi thì lần đầu tiên Nga đã tiến ở khu vực Novopropovka và lần này mũi tiến của họ đã chạm sát vào khu vực đô thị của Tomaka. Đấy, quý vị có thể nhìn xem là mũi tấn công của phía Nga khá to, đã ép sát vào đúng cái đấy là chỉ còn cách một đoạn nữa thôi. Đấy, và đây chính là cái con đường quan trọng nhất. Hai con đường quốc lộ này Nga chiếm được thì họ sẽ rất là thoải mái để tiến tới úp sọt Novodanilivka từ hướng hướng phía đông và phía bắc. Cho nên bắt buộc họ phải đánh Tomaka, đúng không ạ? Rồi thông tin cho biết rằng là ở hướng cánh trái, có nghĩa rằng ở hướng Nesteryanka ở đây cũng có một cái sự dục dịch phát triển quân của góc này. Và phía Ukraine cho biết rằng Nga đã điều động một lực lượng của họ ở quận Poruk đấy để sang tới hướng Kupian, Nesteryanka. Thế thì và trong trước đó thì Nga lại đang đánh ở khu vực này, đúng không ạ? Đấy, và mục tiêu của họ đang là Gulyaipole. Bây giờ thì họ lại quay sang đây. Thì tất nhiên là Nga mà đã điều quân để Ukraine phát hiện thấy như thế này thì rõ ràng câu chuyện nó không đơn giản, đúng không quý vị? Và như vậy là một mũi khá to của Nga ở đây quý vị nhé. Chúng ta chờ xem diễn biến. Nếu tôi dự đoán thì nếu để Nga đánh được thành Orikhiv này và sau này có thể tiến công bao vây được Gulyaipole nữa thì cái hướng đánh quan trọng nhất của họ đầu tiên bây giờ họ phải chiếm được cái khu vực này là nơi mà Ukraine đã phòng thủ khá tốt. Đấy, phải chiếm được đây, sau đó họ chọc một cái mũi lên hướng này. Và nó chia cắt cái trận địa của Tomaka, tất nhiên rồi, và nó mở một cái mũi vào Tomaka, đúng không ạ? Đồng thời uy hiếp những cái khu vực này và sau này tạo điều kiện cho hướng Mire có thể tiến tới cái cung đường. Có nghĩa rằng là phía Nga sẽ mượn cái cớ để làm việc trái, nhưng mà thực tế thì họ làm cái việc lớn hơn cho việc phải mà không bứt dây động rừng, đúng không ạ? Chỉ có khi tiến tới cái cung đường này thì Nga mới thực sự là chia cắt được hai quận lớn này. Đấy, và tạo thành một cái căn cứ siêu to khổng lồ để sau này có thể đánh. Và đồng thời nữa thì tất nhiên là cái cánh này nó cũng là áp sát vào sườn của Malatomaka, đúng không ạ? Và Nga sẽ có ba hướng rất đẹp để đánh cái này nếu họ phát triển được hướng tấn công đó. Các kiểu tấn công vẩy cá của phía Nga này rất là hay. Đấy, và tôi nghĩ rằng với mặt trận rộng như ở đây thì họ cũng sẽ sử dụng cái biện pháp đó để mà có thể đạt được lợi thế tốt hơn. Như vậy là một mũi tấn công khá thú vị của phía Nga, cộng với lại sự dịch chuyển quân và được cho là Ukraine phát hiện ra. Rất thú vị, có thể chúng ta sờ xem cái đó. Còn buổi sáng nay chúng ta cũng đã đi qua khu vực này với những thông tin về chuyên gia quân sự của phía Nga đã vẽ về mũi tấn công lớn của Nga ở đây, đúng không ạ? Định gọi là cướp cái trận địa này. Đấy, sau đó mũi tấn công ở đây và cũng định chốt luôn cái trận địa bên cánh trái, đấy, và cánh phải. Và sau đó thì oanh tạc ở trong cái lòng chảo này để đánh chiếm Velika. Thì cái này chúng ta cũng đã vẽ từ trước rồi. Nếu thực sự là đang trong một cái thời mặt trận tĩnh thì đây là một kế hoạch không hề đơn giản, đúng không ạ? Bởi vì nó rất dễ để có thể hóa giải. Nếu người ta có đủ quân và đủ cái tỉnh táo, đánh chặn các con đường này không cho tiếp cận. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh mà nó đang diễn ra tại Kurakhove và bên cánh trái này cũng có thể có những cái biến nữa, thì khả năng Nga đánh chỗ này không phải là không có. Đấy, có khả năng, và thậm chí là họ có thể nhân cơ hội để họ đánh vào đây nữa, thì cũng có thể nói rằng khiến cho không chỉ bổ sung để chiếm khu vực này dễ mà còn đồng thời uy hiếp và tiến đánh những khu vực này. Không đánh được ở đây thì lôi sang đây đánh, mà đang đánh ở đây ép không được thì quay ngược lại đánh ở đây, đúng không ạ? Đều hay. Cho nên là chúng ta thấy trong các chiến trường của Nga họ thường gọi là sử dụng kèm, đúng không ạ? Kèm bia kèm lạc đấy. Hay đúng theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, đây là ngồi nhiều mâm. Đấy, để tạo ra các chiến trường, 3-4 chiến trường gần nhau mà không gắp được mâm này thì quay sang gắp mâm kia. Và trong lúc các đối thủ còn chưa hết choáng váng, đúng không ạ? Chỉ cần một cú tắt điện là quay trở lại gắp nốt mâm kia, và có lúc bật điện lên thì có thể đã sạch trơn rồi. Vâng, đó là tình hình cánh trái. Tuy nhiên đấy là phỏng đoán thôi, còn thực tế thì trong 24 giờ có vẻ chúng ta chưa có cái cập nhật nào đáng kể ở đấy, đúng không ạ? Còn buổi sáng nay thì chúng ta có mũi ở đây. Nếu nhìn vào trận địa thì có thể đến một cái kết luận rằng là sau khi Nga đánh chiếm tơi bời ở vùng Oleda thì họ đã có một cái sự ngừng nghỉ nhất định ở cái hướng trung tâm này, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà trong chiều hôm nay thì có vẻ đã có xuất hiện những mũi tấn công ngược trở lại, bắt đầu rồi, có vẻ như vậy. Ở đây thì cái này từ sáng rồi, có nghĩa là vẫn thuộc tuần trước, đúng không ạ? Còn vào tuần này thì chúng ta thứ nhất là, và cái này cũng sáng nay, đúng không ạ? Cái sáng nay cũng là tuần trước rồi. Như vậy là đây là sáng nay là hai mũi này này, và cái mũi nho nhỏ ở góc này này. Đấy, và có khả năng là cả cái mũi này nữa. Có nghĩa là cải thiện cái vị trí đây chứ không có cái đột phá gì ghê gớm. Thế còn chiều nay thì bắt đầu ngày mới, chúng ta đã thấy tuần mới, có vẻ Nga đã tiến rồi. Tiến là một vị trí khá là nguy hiểm, đúng không ạ? Tiến như thế này có nghĩa rằng Ilinka sẽ ra đi. Vâng, và cái vector tấn công của họ là nhắm vào cái hướng phía Tây Nam, đúng không ạ? Quét ngang sườn chéo chéo, kết hợp với cánh phía Đông nữa, rất khó chịu. Có thể nói là như kiểu là bão ấy, đúng không ạ? Tạt ngang cũng không phải là ngang, mà tạt chéo chéo như này thì nó lốc hết đi, đúng không ạ? Kiểu như đánh lóc vẩy cá đấy. Đấy, mình sáng tác trong kiểu đánh mới của Nga, đúng không quý vị? Thì như vậy là như thế nào? Như vậy là nó là chỗ này thôi. Cơ bản với bước tiến này của phía Nga thì Ilinka đã hết thuốc chữa rồi, đúng không ạ? Có nghĩa rằng họ đã luồn đằng sau vào cái hồ, cái góc, cái dòng sông mà tạo ra cái góc phòng thủ ở đây. Đấy, để đánh xuống như thế này, dọc theo dòng sông như thế này, chứ không đánh trực diện vào hướng kia. Đấy, và khi họ đã tiến tới một cái đoạn lưng chừng nào ở đây thì bắt đầu hướng này tấn công sang, lúc bấy giờ sẽ gọi là định đoạt cái thành. Ilinka bây giờ là một thành phòng thủ tốt nhất ở tuyến này. Đấy, cho nên là nếu mất phòng thành này thì Nga có khả năng mất toàn bộ khu vực lại. Mà cơ bản thì nó được xác định rồi, đúng không ạ? Chỉ là chậm gọi là chờ đợi mà thôi. Thế còn một loạt các thành phía dưới sau khi Nga tấn công sáng nay thì số phận cũng tương tự, đúng không ạ? Chudove cũng thế. Uspenivka thì nó là cái thành gân guốc cuối cùng rồi, nó phải chờ Dalile đã. Nhưng mà còn ở đây thì chúng ta đã cho lên bảng đếm số một loạt thành rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi nó thôi, chờ cái diễn biến của nó xảy ra thôi, đúng không ạ? Thế còn ở Dalile thì thông tin đến chiều hôm nay có xác nhận là gì? Là Ukraine đã phản công liên miên. Đấy, cái này thì tôi đoán, nhưng mà chiều nay họ đã Có những thông tin rằng là Ukraine đã phản công liên tục những ngày gần đây, thế nhưng mà họ đã không đánh bật được Nga khỏi Galilee. Còn chiều nay Nga lại còn tiến xa hơn vào trong con đường và đã kiểm soát hoàn toàn. Đấy, kiểm soát hoàn toàn cái thành Galilee này. Thì với cái thông tin đấy, nếu mà nó thật thì coi như là toàn bộ cái trận địa của phía bên tay phải của cái con đường này, đúng không ạ, coi như là đã xong rồi. Đấy, chỉ chờ lại cái phần bên trái thôi. Kịch bản tối thiểu nhất, khiêm tốn nhất thì chúng ta thấy rằng Nga cứ đánh như thế này thôi là Ukraine cũng sẽ rất mệt, đúng không ạ? Đấy, không cần phải đột phá gì cả. Ở trưa này tương tự cũng như vậy, cái mũi nào xuất kích ở đìa thì mũi bên dưới có một cái đối xứng vào thì cũng không đỡ được. Như vậy là những diễn biến ở đây cho thấy rằng là mặt trận của Nga đã nối lại ở hướng phía bên trên Kurakhove, ngay sát Kurakhove, đúng không ạ? Còn trong chính thành Kurakhove thì chúng ta chưa có thông tin gì thêm. Còn ở hướng Nova Elinka thì một diễn biến khá là quan trọng. Trong đó buổi sáng nay chúng ta đã biết rằng Nga đã kiểm soát hầu hết cái khu vực đây, đúng không ạ? Có thể nói rằng là cả thị trấn, cả cái làng của Nova Elinka vào tay Nga rồi. Còn chiều hôm nay chúng ta thấy rằng tất cả những cái vùng xám đã biến thành vùng kiểm soát, đồng thời là Nga tiến áp sát vào ở cái hướng như chúng ta buổi sáng đã dự đoán ấy, đúng không ạ? Họ sẽ tấn công đến hết, ít nhất là đến cái đường tàu và cái bờ hồ ở đây. Thì bây giờ Nga đã chiếm được một vị trí rất quan trọng, đấy là họ chiếm được cái đúng cái đường tàu đó, cái cung đường tàu đấy, và khả năng bây giờ họ đã chiếm được cung đường tàu đến tận cái bờ sông ở phía trên này. Đấy, và với việc chiếm được đường tàu thì coi như là cũng hết rồi, đúng không ạ? Và đây có một cái thông tin thú vị nữa là sau khi Nga đánh từ đây, họ men theo con đường này đánh thẳng vào khu vực này. Đấy, cho nên cánh quân Ukraine ở đây đã mắc kẹt, không rút đi đâu được, cho nên họ đã phải đầu hàng. Không biết là bao nhiêu người đầu hàng ở đây. Như vậy cho thấy rằng là các cái đường tiếp viện qua sông thì đã bị phía Nga bắn phá rồi, đúng không ạ? Như vậy là với bước tiến này thì nói chung là Ukraine không thể chiếm lại được nữa, nhưng mà cho thấy rằng phía Nga đã tiến tới và củng cố được vị trí rất to. Với vị trí như thế này thì họ tha hồ quấy rối vào Kurakhove ở phía bên kia bờ sông. Đồng thời là bàn đạp của họ đánh vào Beresky lúc nào cũng được, đúng không ạ? Nhất là bây giờ họ đã chiếm các lòng sông rồi, phía bên kia bờ sông rồi. Như vậy thế của họ rất là thuận lợi, chỉ còn chờ là lệnh và dấu hiệu tấn công của cái cánh quân phương Bắc của họ men theo đường tàu tấn xuống mà thôi. Đấy, và thành Beresky sẽ rơi vào tay Nga. Như vậy bắt đầu lên chiến địa Poruk, chúng ta đã có ngay cái diễn biến khá quan trọng ở khu vực này, đúng không ạ? Còn ở Zoria thì các mỏm thi nhau nở rộ ra ở phía bắc Zoria. Để chúng ta cùng đến chỗ này thì nó khá nhiều những thông tin nó gọi dẫm chân lên nhau. Chúng ta thử xem nào. Đây, thử chỗ phát đầu tiên này. Một mối từ Petruca này xuống Gurita này và vào Pucina. Đấy, như vậy là Nga có một mũi tấn công đúng như là chúng ta đã nói thôi, đúng không ạ? Đấy là từ đây. Tuy nhiên thì nó không phải là vào như thế này. Mà họ đánh vào lấp đầy cái khu vực khoảng không giữa Petruca và Judita. Điều này cho thấy rằng cả hai thành đã rơi vào tay Nga tuyệt đối rồi. Còn bây giờ thì quân của họ đã xuất hiện đâu đó gần cái thành Pucina. Không biết là giao tranh đã diễn ra chưa. Các nguồn tin cho biết rằng là khá trái ngược. Có người thì nói là đánh nhau rồi, còn có người thì nói rằng là mới đánh ngắm từ xa thôi. Thành ở phía bên dưới thì phía Nga cũng tiến ra, và chiều nay có thông tin rằng họ cũng tiếp cận tới thành Zoria từ hướng phía bắc, gần hơn so với lại buổi sáng. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái trục này của phía Nga tiến ra, đúng không ạ, đã uy hiếp rất tốt để cho Nga có thể đánh được Gurita này, và có khả năng họ sẽ đánh được Zoria trong những cái thời gian sắp tới. Vẫn là những cái chiến thuật của họ thôi, đúng không ạ? Xếp mái ngói hình vảy cá đấy, nó rất hay. Đấy, và sắp tới sẽ có liên tục những cái kiểu như vậy. Như vậy và cũng đúng như là những gì mà mình chém gió, có nghĩa là Nga chỉ đánh được Soltipka, sau họ phải dừng ở đây và phải đợi các cánh quân ở bên sườn mở rộng ra thì bắt đầu mới có thể tiến hành vượt qua sông được, đúng không ạ? Và Ukraine chắc chắn là sẽ chuẩn bị một lực lượng siêu to khổng lồ để đón lõng Nga ở đây. Vì ngay phía dưới thì là bờ hồ và tuyến phòng thủ cuối cùng của Kurakhove với lại Andrivka rồi. Nếu mà để cho Nga tiến sâu hơn nữa hoặc là chiếm phần còn lại của Soltipka thì coi như là trận địa ở đây nó sẽ chuyển sang trạng thái mới. Tức là trạng thái bị nguy hiểm, đúng không ạ? Đấy, còn bây giờ thì vẫn còn gọi là sinh hoạt, vẫn còn chuẩn, vẫn còn gọi là không bị đe dọa. Còn ở phía trên này thì không có động thái gì của phía Nga, nhưng với việc là kéo quân đánh bằng được Petrovka trong một thời gian rất ngắn như vậy, Chúng ta cũng thấy là cái ý đồ của phía Nga, đúng không ạ, là sẽ hình thành một cái gì đó ở khu vực này. Chắc chắn họ đang nhen nhóm trong cái lòng chảo này rồi. Đấy, và ở đây là một lực lượng quân rất lớn của Ukraine. Có thể nó không chỉ chỗ này mà nó toàn khu vực này để họ phòng thủ cái tuyến phía nam của Poruk. Cho nên cái việc Nga tiến ra theo hướng này, họ chuẩn bị cắt mỏng cái lực lượng của Ukraine ở trong cái góc này, cách ly ra để ít nhất là chiếm được cái khu vực này, áp sát vào Shevchenko, đúng không ạ? Đấy, mục tiêu của Nga. Áp sát vào Shevchenko bởi vì Shevchenko nó là một cái trung tâm của những cái thành giải rác xung quanh ở đây. Và nó là một cứ điểm phía nam của Poruk, đúng không ạ? Cho nên là chiếm được thành này, Nga có hy vọng để lấn sân dần dần để chiếm tất cả những cái thành còn lại. Đấy, đồng thời là tạo cái hướng che chở cho hướng phía tây mà Nga sẽ tiến sang, tiến tới chừng nào có thể thì thôi. Và đặc biệt là họ chiếm được cái đường tàu này thì cái việc đánh theo đường tàu là khả năng xảy ra rất là cao. Ukraine phải hết sức đề phòng với cái cách tấn công đường tàu ở phía Nga. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại khu vực Torex. Như vậy là đến Torex đến nay thì cũng chưa có ngã ngũ gì trong chiều hôm nay. Rất nhiều thông tin chiến trường nhưng mà không có một tin chiến trường là trong 24 giờ về cái vụ tấn công lại trào cờ ở phía Nga, đúng không ạ? Theo bản đồ này thì trào cờ, còn các bản đồ khác thì vé lệch đi một tí. Đấy, nhưng mà thông tin vẫn chưa được ngã ngũ. Cũng có khả năng là Ukraine ở đây đang mạnh, họ cũng biết đâu đấy, đúng không ạ? Họ đánh bật Nga ngược trở lại thì sao? Chưa thể loại bỏ được. Còn sáng nay chúng ta đã đón nhận một cái tin khá là thú vị khi phía Nga đã tiến lên chiếm cái hướng phía này, đúng không ạ? Với hướng này thì cho thấy rằng động lực của phía Nga khá là rõ ràng thôi. Họ sẽ đánh men theo đường tàu, đúng không ạ? Họ úp sọt cái chiến trường bên phải và đặc biệt là cùng nhau tiến tới cái cao điểm đấy cuối cùng của phía Ukraine ở thành Torex. Và tất nhiên là với tấn công kiểu như thế này thì phía Nga sẽ khiến cho Ukraine sẽ phải dàn mỏng lực lượng đi khắp nơi để che cánh phải, khi mà trước đến giờ thì Nga chỉ có đánh cánh trái thôi, đúng không ạ? Đấy, bây giờ họ quay trở lại đánh cánh phải và nhắm vào cái hướng bên này, chắc chắn là khiến Ukraine rất mệt. Thế còn ở đây thì diễn biến rất có lợi cho Ukraine trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta có được thông tin là họ đã phản công vào khu vực này, có lẽ là từ ngày hôm qua rồi chứ không phải ngày hôm nay. Đấy, và họ đã chiếm lại hết cái cao điểm ở hướng Stupoki. Còn lại phía dưới này chúng ta không biết, còn đang khá mâu thuẫn ở chỗ này. Đấy, chỗ thì nói rằng Nga chiếm, còn chỗ thì nói rằng Ukraine chiếm. Thế còn sau đó thì Nga đã tổ chức ngay một đợt tấn công chọc thẳng vào khu trung lộ và của chính thành Chasiv Yar từ chiều ngày hôm qua, và đến chiều ngày hôm nay thì có rất nhiều thông tin là Ukraine đang kêu tình hình rất khó khăn và phía Nga thì nói rằng là họ đang tiến sâu vào Chasiv Yar. Ukraine thì tiếp tục nói rằng là quân địch quá đông, đấy, cho nên là tình huống cực kỳ là khó khăn. Điều đấy cho thấy rằng là rất có khả năng ngày mai chúng ta sẽ đón những cái thông tin về thay đổi chiến địa ở cái chiến trường cực kỳ khốc liệt này, đúng không ạ? Còn cũng có khả năng thì nó cũng liên quan tới một cái trận địa mà chúng ta đã theo dõi từ chiều ngày hôm qua là Nga đã tiến liên miên ở đây. Khá nhiều điểm, đấy, rất nhiều vị trí, 3-4 vị trí rời nhau mà nhắm tới Orikhiv, Hirorivka, đúng không ạ? Tất nhiên là bên kia bờ sông rồi và phía dưới là Chasiv Yar nữa. Vâng, đây là một cái diễn biến mới và thú vị đấy, mà có cả cái đoạn ở đây nữa này quý vị này. Đấy, một cái mỏm ở đây nữa. Cho như vậy là phía Nga đã tấn công ở trên một cái diện tích mười mấy km chứ không phải vừa, đúng không ạ? Đấy là chưa kể là những ngày trước thì 2-3 ngày trước chúng ta cũng có những cái mũi tấn công của phía Nga đánh cái khu vực này. Đấy, nhưng với cái điều đấy thì nó có những cái sự liên quan đến nhau, đúng không ạ? Vâng, qua khu vực này thì trong 24 giờ không có thông tin gì thêm, nhưng mà ở đây thì bắt đầu lại có chuyện. Như buổi sáng hôm nay chúng ta đã dự đoán thôi, thì thực tế mà nói cái này thì nó cứ thế thôi mà, vâng, nó cứ thế mà diễn ra thôi. Trước đây thì Nga chỉ có một hướng thì họ không ăn được, đúng không ạ? Bây giờ thì họ cứ ăn dần ăn mòn, sẽ mất Terry, mất Jampolika. Đấy, còn vùng tốt thì tôi không dám hứa, nhưng mà hai cái thành này thì chắc chắn là mất. Chỗ này thì Ukraine đang rất căng đây, bởi vì là một chỗ tí tẹo thế này thôi nhưng mà họ đã đóng rất nhiều quân để mà thủ bằng được. Hướng này, mất cái hướng này thì họ cũng sẽ mất Toske, Zachine và có khả năng bị Nga xâm nhập vào vùng Liman, đúng không ạ? Cho nên họ buộc phải giữ vào một cái khu vực nó rất là chật chội mà lại hỏa lực nó rất là khủng khiếp. Còn sáng hôm nay chúng ta cũng có một loạt các vị trí đấy mà xác định hơi khó. Chúng ta chỉ biết là từ phía bắc của Makivka cho tới phía bắc của Nevenske. Tuy không to nhưng mà khá là dài, đấy, mỏng, dài. Điều này cũng cho thấy rằng nó có một cái không phải là chỉ là một mũi đột kích, đúng quý vị. Cái kiểu này thì có nghĩa rằng nó kiểu như là nhất hô bá ứng ấy. Đấy, nhất tề xông lên như thế này thì cho thấy rằng là gọi là cái hướng tấn công của Nga nó có một cái gì đấy nó đông đảo, đúng không ạ? Cho thấy cái nguồn lực của họ ở đây là nó khá là sung. Đấy, thì mới làm được cái trò như vậy. Và tất nhiên vào thời điểm này nếu nói về cái kịch bản như vậy thì một kịch bản rất là khó tin đối với lại Ukraine và phương Tây, bởi vì là phía Nga đã cho họ liên tục những sự ngỡ ngàng rằng là không hiểu thời họ kiếm ở đâu ra nhiều nguồn lực như vậy vào cái thời điểm mà nó rất đen tối này, thì tự nhiên Nga lại bung lụa hàng đống những cánh quân mới, đúng quý vị, tấn công đến hàng mấy chục, 90 mấy mũi liệt trong mấy ngày trước đây. Đấy, và đánh chiếm cũng tơi tả chiến địa, trận địa cũng nát bét ra. Đấy, cho nên là rõ ràng là nó là những cái diễn biến không chỉ rất xấu cho Ukraine mà nó còn khiến cho họ phải nói thật rằng là phải đánh giá lại, đúng không ạ? Vâng, còn khu vực Kupian thì sau 2 ngày phía Nga đã củng cố được khá nhiều vị trí quan trọng, đó là họ đánh chiếm được những nhà máy xung quanh, được phần nào đấy, đấy còn củng cố được các vị trí cứ điểm quan trọng ở tuyến đằng sau, khá to, khá quan trọng. Và nếu bây giờ họ giữ được nhà máy này thêm vài ngày, đúng không ạ? Quân họ vào thì chắc chắn rằng Nga sẽ có một vị trí rất quan trọng ở Kupian. Đấy, và có nghĩa rằng là với cái diễn biến như này thì họ đã không những chính thức chiến trận Kupian đã bắt đầu mà họ còn đưa cái diễn biến Kupian từ cái việc là còn đang an toàn trở thành gọi là nguy kịch, đúng không ạ, ở bên phải bờ sông. Đây là một diễn biến phải nói rằng là qua rồi nhưng vẫn còn thấy sốc, đúng không ạ? Ukraine đã để cho Nga chọc vào quá hiểm. Rất nhiều quân lực lượng của họ đã quay về hướng này, đang phản công liên biên, giao tranh liên tục ở khu vực lân cận của mũi công của phía Nga. Nhưng đến thời điểm này có vẻ Ukraine vẫn chưa có bất kỳ một cái thành công đáng kể nào. Hai bên tiếp tục dồn nguồn lực đến. Đấy là cái mà chúng ta đang chứng kiến. Mà điều đấy cho thấy rằng là Ukraine đang rất kỳ vọng vào việc họ phải giữ bằng được, đúng không ạ? Còn phía Nga thì cũng không giống như mọi lần là nếu bị đánh rát thì họ rút đi. Nhưng mà lần này thì có vẻ như là họ đã ở lại chơi tới biến với Ukraine ở cái khu vực nhà máy đấy, xung quanh khu vực công nghiệp đấy. Cho nên là chúng ta sẽ chờ xem. Chúng ta sẽ chốt lại chiến sự vào ở khu vực phía vùng Kurs, đúng không ạ? Và trước khi khu vực này chúng ta vẫn nhớ theo dõi hai cái cứ điểm, đúng không ạ, mà phía Nga đã chiếm được ở biên giới của Kharkov với Sumy đây. Cái làng gì mà tên dài lẳng nhãng Sonki Kotcha gì đó, đúng không ạ? Rồi trên này thì 3-4 làng liền. Đấy, cũng ở biên giới của Sumy với lại Chernihiv. Có nghĩa là nó khá là thú vị. Không lẽ Nga định mở rộng chiến tuyến kéo dài đến thêm hàng nghìn km nữa, đúng không ạ? Và biết đâu đấy lại có ở đây nữa thì đúng là 49 chiều qua 53 đã tới. Và những cái đó có vẻ nó rất ý tứ đấy quý vị ạ, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu, đúng không ạ? Tại thời điểm này. Thế còn ở khu vực này thì hôm nay chúng ta chỉ có thêm thông tin rằng là phía Nga đã vây Ukraine ở trong khu vực này hàng nghìn người. Đấy. Và đây là thông tin mới nhất cho biết là khoảng độ 1.000 binh lính Ukraine đang bị bao vây ở trên góc ở vùng Kurs, và nỗ lực của họ để phá vây đã khiến cho 180 binh sĩ của lữ đoàn số 37 bị loại bỏ, không biết là bị thương hay là bị loại khỏi vòng chiến đấu hay là bị thiệt mạng. Nhưng 180 người trong nỗ lực phá vây. Điều đấy cho thấy rằng họ có một cánh quân khá lớn, đúng không ạ? Hàng nghìn người ở trên đấy, đúng rồi. Và như vậy nỗ lực phá vây của họ đã bất thành và tổn thất rất lớn. Rồi sau đó bị bắt khá nhiều. Có cả UAV cho thấy là video cho thấy UAV của Nga thi nhau bay vào trận địa Ukraine trong này. Rất khủng khiếp. Còn ở trên chiến địa thì không có thông tin gì thêm. Chỉ có thông tin rằng là họ đã tiến thêm mấy km vuông ở hướng Darino. Đấy, nhưng mà chỗ này thì nó là bờ sông. Tôi không hiểu là phía Nga tiến thì như nào. Là đến bờ sông hay là qua bờ sông. Đại khái là ở đây thì không ai có một cái bản đồ nó nét này nét cả. Cho nên là thông tin chúng ta cứ phải đoán mò thôi. Còn về chốt ấy, thì có thể thấy rằng là cũng không có cái gì ngoài cái việc là thứ nhất là Nga đang cải thiện vị trí xung quanh ở đây, đúng không ạ? Cải thiện vị trí ở đây trong 24 giờ trước và đang đóng cửa gọi là bảo nhau với Ukraine ở cái khu vực này. Đấy, đó là những có nghĩa là họ đang tiến hành dọn dẹp rồi làm cái nào đó để nối phẳng cái tuyến ở đây, và cái việc nối phẳng này thì nó có khá nhiều những ý nghĩa, đúng không ạ, để mà chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo. Đấy, thì tình hình ở vùng Kurs này đến đây nó như vậy. Những ngày vừa qua thì 2-3 ngày trước chúng ta đã có 2 ngày, 3 ngày liên tục tổn thất lớn. Ngày hôm qua thì chúng ta có tổn thất ít hơn nhưng mà cũng còn ở mức độ khá. Như vậy thì cho thấy rằng là các cuộc giao tranh ở khu vực này vẫn diễn ra, tuy là không có những cái đột phá về mặt trận đáng kể, đúng không ạ? Và tất nhiên đó là những ngày cuối tuần. Trên đây thì nếu cuối tuần thì tôi cũng không nghĩ rằng họ cần một cái gì ghê gớm, trừ khi họ phát động một giai đoạn mới. Nhưng mà rõ ràng là đang giai đoạn 3 vẫn đang tiếp diễn rồi. Vâng, đó là toàn cảnh của giao chiến trong 24 giờ qua. Đặc biệt tâm điểm ngày hôm nay thì chúng ta thấy là Nga đánh ác liệt ở Avdiivka, đúng không ạ? Tiếp tục gọi là đột phá của mình ở khu vực Kupian, mặc dù họ đã chuyển sang cái thế chống đỡ rồi. Thế nhưng mà rõ ràng cái đấy là một triệu lo khá là đương nhiên thôi, vì họ đang tiến quân ở vùng rất quan trọng, đúng không ạ? Các giao tranh ở khu vực Chasiv Yar và ở hướng Slovian mới, đúng không ạ? Những bước tiến của Nga ở hướng Teri, hướng Svatov, đấy, rồi là những bước tiến của Nga khá là thú vị ở khu vực Rabotine, Orikhiv. Rồi những cái hoạt động của Nga quay ngược trở lại ở hướng Kurakhove ở phía dưới, đúng không ạ? Cũng là những cái bước cuối cùng để giải quyết toàn bộ cái chiến địa. Rồi trên đây thì có bước tiến nhẹ nhàng ở góc phía trên cùng, cánh trái. Đây, cái điều đấy cũng cho thấy rằng là cũng sắp có những cái diễn biến quan trọng diễn ra trong thời gian sắp tới.